Xin chào mọi người, bây giờ tôi sửa quạt này nhé, quạt zipline này nhé, hiện tượng của nó gầm điện vào xem sao. Gầm điện vào nhé, bật nhé, không chạy một xíu nào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn ra nhé. Đây, ta rút điện này, giật xuống và vặn ra nhé. Đây, chúng ta sẽ vặn cái này ra. Các bạn thấy ở bên dưới như thế nào? Thử thử. Cái này nguồn của nó ở đây các bạn nhé. Xem thử nếu trường hợp như thế này thường hay hỏng dây các bạn nhé. Thôi chúng ta sẽ kiểm tra cái vùng này. Đây. Như vậy bọc như thế này là không đúng với kiểu của nó các bạn ạ. Bị giật thì chơi đi. Chúng ta sẽ lấy một cái đồng hồ. Đồng hồ đây nhé, đồng hồ đây nhé, đồng hồ chúng ta đo dây, đây chúng ta đo dây nhé, có thể dây như thế nào nhé, chúng ta bật vào thang nhân 1 nhé. Cột chơi lên nè, chơi được con lên nè. Đấy, cột chi anh, cột chi anh, răng mố. Đây, bây giờ chúng ta hỏng bị đứt rồi ở trong này nhá, thì cái vì đi trở đây nhé, chúng ta gầm thử xem sao nhé, nếu chạy được bình thường. Ôi. Rồi ok. Rồi như vậy thì cái đó là xong, fix là xong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái công tắc này nhé, xem thử cụ thể như thế nào nhé. Chúng ta bóp lại các bạn nhé, chúng kem chúng ta bấm lại và chúng ta bôi dầu vào thì may thì ok, nó sẽ nhảy nhót được nhé. Rồi đó, chúng ta cho dầu vào, chúng ta sẽ bấm cái này lên nhé. Rồi
đấy, chúng ta bây giờ chúng ta bấm nhé, có thể ngày nhót hơn không nhá. Cái này khó bò các bạn. Rồi cái này chúng ta phải bấm ngược xíu nữa này. Ta tiến hành bấm nhé. Các bạn thấy không? Số 3 này. À, được con. Số 1 rồi. Đó là mày. Cái này như vậy hòn tụ nên nó chai vẫn kém các bạn nhé, chúng ta nên thay một cái tụ này nhé. Các bạn thấy chai kém kém mà rơ rơ thì các bạn nên thay tụ nhé. Rồi, đây dây tụ, dây nguồn nhé. Đây dây cơ động cơ các bạn. Còn đây dây nguồn này. Đấy, còn đây dây tụ.
Rồi chúng ta thử xem sao. Đấy, chạy rất khỏe các bạn. Số 1 nhé. Rồi, chúng ta thử số này các bạn xem sao. Nếu chạy khỏe là ok nhé. Đấy. Như vậy chúng ta nên thay tụ, bởi vì cái này nó bị yếu quá. Nên tụ nó còn kém lắm. Vậy chúng ta sẽ đóng tụ vào đầu này. Rồi nha, đoạn này chúng ta nên cho ống vào nhé, lồng ống vào nhé. Rồi đấy, như vậy ok, chúng ta như vậy chúng ta sẽ tiến hành đóng vào nhé. Chúng ta cắm điện nhé, và chúng ta thử nhé, giảm bật số 1 nhé. Đấy, ok rất mạnh các bạn, nhiệt xuống này. Rồi, đây, số 2, số 3 này. Đấy, rất nhẹ nhàng. Thôi cảm ơn quý vị các bạn đã xem nhé, nút like, subscribe nhé. Xin chào mọi người nhé. Bây giờ đã xong nhé.